Chào anh em, thì ở đây trước mắt chúng ta là những cái con LED chip của Osram, và nói chung là được Việt Nam mình thiết kế và đặt gia công. Thì ở cái mẫu này thì sử dụng chip LED của Osram thì cho cái công suất phát sáng rất là cao, đồng thời là cái màu khá là đa dạng. Thì anh em có thích màu nào thì đều có thể chọn lựa thoải mái, tại vì nó rất là nhiều màu, từ xanh dương, xanh ngọc, đỏ, trắng, rồi màu vũ xi nhan. Thay thế vào bóng đèn của xi nhan xe rất là sáng và nhẹ điện, nó sáng hơn nhiều lần so với bóng zin. Bóng zin nó tới 10 watt một bóng, còn cái Osram này thì chỉ có 2 watt một bóng thôi. Thì đối với những xe thông dụng thì 4 bóng nó là tương đương 40 watt, khi mà chúng ta làm cái chức năng hazard thì khá là nặng điện. Trong khi đó thì mình sử dụng cái bóng LED này thì chỉ còn có khoảng 8W thôi, 4 bóng 8W thì rất là tiết kiệm điện, đồng thời cái độ sáng nó lại cao cho cái khả năng nhìn tốt hơn trong cái điều kiện như là trời tối hoặc là ban ngày cũng vậy. Ban ngày thì ánh nắng mặt trời nó cao, nhưng mà con LED này nó tạo ra cái luồng sáng cho xi nhan hiệu quả. Cái này là được sản xuất hàng loạt cho nên là nó sẽ có hình dạng như thế này. Đồng thời thì trên thị trường cũng xuất hiện những cái mẫu copy lại cái mẫu này, thì nó sử dụng chip LED và linh kiện chất lượng kém hơn. Thì hôm nay mình sẽ quay cận cảnh để anh em có thể phân biệt được giữa hàng kém chất lượng và hàng chất lượng, tại vì cái giá bán nó đều là bán ngang cả, bán ngang giá nhau cả. Cái này thì 350 ngàn một cặp, cho nên anh em mà chúng ta bỏ ra 350 ngàn nhưng mà chúng ta mua một sản phẩm chất lượng kém thì nó gọi là thiệt hại cho chúng ta. Rồi bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cho anh em có thể thấy được cái linh kiện về độ sắc sảo, đồng thời là nó quan trọng, nó có cái logo đây. Thì những con LED khác nhau thì nó cho những cái màu sắc chip LED khác nhau, thì cái này nó tùy theo vào màu của LED, cho nên là đó, có thể mỗi màu nó sẽ có những cái chip LED khác nhau. Anh em có thể thấy được cái mức độ hoàn thiện ở ở đây. Cái này mình quay bằng lens macro nên anh em có thể thấy rõ được từng chi tiết mỗi mối hàng và linh kiện, thậm chí chúng ta có thể đọc được linh kiện. Rồi cái này thì anh em có thể liên hệ mình để mua sản phẩm chất lượng, đồng thời được bảo hành 1 năm cho sản phẩm, hư thì sẽ được đổi cái mới. Rồi xin cảm ơn anh em.